Rồi sau khi mà bột nở ra hết rồi đó mọi người, thì mình sẽ lấy bột ra, sau đó là mình sẽ tạo hình giống như là bánh mì vậy đó mọi người. Con tôi đang cười tôi đó mọi người. Nghĩ là tôi sẽ làm không được. Chỉnh nó mắc cười. Đâu có đồ lăn ra đâu. Ba cũng có thể lấy một cái gì đó như chai này. Ba cũng có thể quay lăn được chứ bộ. Cái gì? Một cái chai. Rồi đó, bỏ vô mà bỏ sát quá nè. Đó, bây giờ nó tựa lưa luôn rồi mọi người ơi. Tôi nghi cái mẻ này banh quá. Nhưng mà không sao nha, không sao nha. Nhưng mà ăn sẽ ngon, ba có tình yêu thương của hai chắc con. Đó, thấy chưa, trời ơi, nghe con nói cảm động dễ sợ. Tiến Luật và Andy. Hôm nay hai cha con ở nhà buồn quá, không biết làm gì. Mình sẽ làm bánh mì tại nhà thì rất là thích ăn bánh mì. Cho nên là mình sẽ tự làm bánh mì luôn nha mọi người. Nguyên liệu thì cũng đã có sẵn rồi. Là bột mì, bánh mì thì phải có bột mì nha mọi người. Mới học lóm ở trên mạng được thôi. Thì người ta chỉ là cho một chút xíu đường. Giờ mình sẽ cho một chút xíu đường vô. Rồi. Thêm một chút xíu muối nữa. Ủa anh Điền con đứng làm gì anh Điền? Dạ thì con coi ba làm. Nói phụ chứ. Xíu muối. Cái đặc biệt của bánh mì là phải có men nở nha mọi người. Khó khăn lắm tôi mới lấy được một ít men nở từ chủ hiệu bánh Bói Bói nha. Của nhà Quy Diêm Lương. Của Hawaii á. Nó gửi nó còn chúc là chúc anh làm thành công nữa. Nó không tin tưởng cho tài năng của tôi. Nhớ sao không? Dễ mà. Cắt ra luôn mọi người ơi, chứ khó mở quá. Nổ tháo quá. Đây, kêu bỏ ít men nở vô, rồi tôi bỏ ít men nở vô nè. Rồi. Sau đó đậy lại. Một chút xíu dầu ăn. Sữa tươi, mở tủ lấy sữa tươi coi. Cái sữa kia á. Ừ. Xíu sữa tươi nha. Rồi. Có gì chút xíu gì ta? Thôi gì nhiều. Nhớ người ta bỏ nhiều lắm mà. Cái đó là con nhớ thôi, còn ba nhớ khác. Sau đó mình sẽ trộn lên nha mọi người. Con nhầm nhẹ nhẹ nha, là mạnh đó là nó dắt ra ngoài đó. Nè, trộn đi. Con nhớ bột của người ta làm nhỏ nhẹt rồi, sao còn còn... Chưa có bỏ nước vô, hỏi bỏ nước vô làm. Chưa có gì hết mà con mình có gắt gáp. Nước làm cho là đủ cho mọi người. Giờ bỏ nước lạnh đi. Phải là nước lạnh nha, chứ nước nóng là nó hư cái men nha. Giờ mình phải là nhờ bằng cái này, nhờ bằng ai nha. Rồi, sau khi mà mình làm bột xong á, thì mình sẽ ủ lại nha mọi người. Mình ủ lại, mình để khoảng 40 phút cho bột nó nở ra, thì mình bắt đầu bỏ vô lò hấp. Bây giờ là trước khi ủ là mình phải cho một miếng dầu ăn lên trên thơm lên trên cái thau để chút xíu mình lấy cho nó dễ. Rồi, mang chuyên nghiệp anh chuyên nghiệp. Ok, 40 phút sau mình sẽ mở ra. Nó nở ra là đúng, còn nó vẫn nguyên si là sai. Rồi, hẹn mọi người 40 phút sau nữa.
xong rồi bột nó sẽ nở ra như vậy nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ lấy cái đồ mình vớt cái bột ra, xong rồi mình nắn thành bánh mì nha mọi người. Rồi sau khi mà bột nở ra hết rồi đó mọi người, thì mình sẽ lấy bột ra, sau đó là mình sẽ tạo hình giống như là bánh mì vậy đó mọi người. Mình lấy cái gì ép cho nó mỏng ra. Ai biết làm gì đó comment bên dưới giùm tôi nha, để chỉ tôi mốt tôi làm cho ngon hơn nha. Rồi bỏ vô lò. Con tôi đang cười tôi đó mọi người. Nó nghĩ là tôi sẽ làm không được. Nó cười. Đâu có đồ lăn ở đâu. Ba cũng có thể lấy một cái gì đó như chai này. Ba cũng có thể quay lăn được chứ. Cái gì? Một cái chai. Con thấy ở bên nước ngoài người ta sẽ làm lăn. Lăn theo dạng. Đau quần một cái chai nữa. Lấy chả năng tiêu cho ba đi. Thôi khỏi lấy chả năng tiêu làm chi, chả năng tiêu ăn là chả năng tiêu dưa hèm. Lấy cái chai mật ong của bên Kim Cương Vàng nè mọi người. Mật ong Cesar. Kim Cương Vàng bán chai này 330 ngàn. Rồi ba, mình có thể làm ba ổ mình đứa, còn một ổ mình chia được không ba? Như sầu thôi. Rồi. Hy vọng là nó ra một nghẻ bánh không. Ok. Bây giờ mình sẽ dặn 180 độ trong vòng 30 phút. Rồi, chờ kết quả nha mọi người. Rồi đó, bỏ vô mà bỏ sát quá nè. Đó, bây giờ nó tựa lưa luôn rồi mọi người ơi. Tôi nghi cái mẻ này banh quá. Nhưng mà không sao nha, không sao nha. Nhưng mà ăn sẽ ngon, ba có tình yêu thương của hai chắc con. Đó, thấy chưa, trời ơi, nghe con nói cảm động dễ sợ. Mọi người thấy nó vàng vàng chưa mọi người? Nhưng mà nó có vẻ là bị chật chội á, tại vì chưa có kinh nghiệm á. Nhưng mà tôi chắc chắn mẻ sao tôi làm sẽ ngon nha mọi người. Rồi sau khi mình nướng 30 phút rồi, đây thành quả đây mọi người. Đó, nó rất kỳ luôn mọi người ơi. Nó dính chùm chùm ra hết. Đây, một ổ bánh mì. Cái này nó không được đẹp lắm nha mọi người, nhưng mà nó cho tôi một số kinh nghiệm cho lần sau. Hy vọng là gia đình tôi chịu ăn bánh mì này cũng ngon chứ bộ, da nóng quá. Ok, với tôi là ngon nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thấy tôi làm rồi mọi người sẽ có kinh nghiệm để làm bánh mì đẹp hơn và ngon hơn tôi nha. Lần sau tôi sẽ làm ngon hơn, đẹp hơn. Vậy nha, chào mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành.